Thưa quý vị khán giả, xung đột Nga-Ukraine vẫn rằng có khốc liệt. Thời gian gần đây, Nga gia tăng oanh tạc lãnh thổ Ukraine, tập trung nhắm vào hạ tầng trọng yếu và hạ tầng không quân. Theo National Interest bình luận, tác động của cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine đang mở rộng ra toàn cầu. Trong đó, các cuộc tập trận hải quân gần đây của Nga ở biển Baltic và gần bờ biển Mỹ rõ ràng nhằm gửi đi thông điệp dân đe mạnh mẽ tới phương Tây việc nga triển khai tàu ngầm diesel điện ở biển baltic để tập trận chống tàu ngầm đồng thời đưa tàu ngầm hạt nhân tới gần florida trên đường đến cuba được cho là đã báo hiệu sự quyết đoán ngày càng gia tăng của moscow những hành động này cho thấy một chiến lược rộng hơn của moscow nhằm thách thức sự thống trị của nato theo national interest tình hình hiện tại nhấn mạnh hậu quả lâu dài của việc mở rộng nato vốn bị nga coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước này dẫn đến căng thẳng toàn cầu leo thang hiện nay Gần đây, Hải quân Nga đã triển khai hai tàu ngầm diesel điện tiên tiến của mình là Novorossiysk và Dmytrov đến biển Baltic, nơi vốn được coi là cái hồ của NATO. Theo TASS, các tàu ngầm của Nga thực hiện các hoạt động cơ động chiến đấu như né tránh các cuộc tấn công của đối phương, cũng như phát hiện, theo dõi và phóng ngư lôi chống lại tàu ngầm địch. Cuộc tập trận tàu ngầm ở biển Baltic của Nga diễn ra chỉ trong một tuần, sau khi NATO tiến hành loạt cuộc tập trận quân sự Bantops có sự tham gia lần đầu tiên của thành viên mới nhất Liên minh là Thụy Điển. Loạt sự kiện kết thúc hôm 27 tháng 6 với các hoạt động như quét mìn trên biển, phát hiện tàu ngầm, đổ bộ và cách ứng phó với thương vong hàng loạt. Cuộc tập trận này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC bắt đầu từ ngày 9 tháng 7. Động thái này diễn ra sau sự cố gây sốc khi một tàu ngầm hạt nhân của Nga chở vũ khí siêu thanh tiên tiến xuất hiện gần bờ biển nước Mỹ trên đường tới Cuba về phần mình, Washington và các đồng minh đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự cố trên, mặc dù họ vẫn triển khai một đội tàu chiến chung của Hải quân Mỹ và Canada để theo dõi hạm đội Nga khi chúng di chuyển gần bờ biển Florida trên đường đến Cuba. Sự cố trên biển Baltic cho thấy Nga đã có những động thái táo bạo thách thức Mỹ, NATO trên toàn cầu. Trong khi đó, một số thành viên NATO đã phản ứng mạnh mẽ trước một sắc lệnh được công bố trên trang web của chính phủ Nga, sau đó bị xóa, đề xuất thay đổi biên giới trên biển của Nga ở phía đông biển Baltic. Động thái của Nga rõ ràng nhằm gửi thông điệp đến Washington rằng chúng tôi ở gần và chúng tôi không phải là một con hồ giấy. Bất cứ điều gì người Mỹ có thể làm ở sân sau của Nga, Moscow cũng có thể làm tương tự như vậy ở sân sau của Mỹ. Bởi hành động có đi có lại là nguyên tắc chính của quan hệ quốc tế theo national interest tất cả những động thái hiện nay của nga là do mỹ trong nhiều năm qua đã thúc đẩy sự mở rộng của liên minh nato khiến moscow cảm thấy bị đe dọa vào thời điểm mà lẽ ra mỹ nên theo đuổi chính sách hòa nhã với nga và nên xem đây là chính sách của mình washington lại theo đuổi việc mở rộng nato trên hết, điều này đã góp phần thúc đẩy Nga tấn công Ukraine sau đó của chiến tranh khu vực vốn nhỏ và không liên quan gì đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cuối cùng đang bị biến thành một cuộc xung đột toàn cầu. Nhiều người đã dự đoán, Nga sẽ có thái độ cứng rắn hơn để thách thức Mỹ, NATO ở cả vùng biển Baltic và cả những nơi khác có thể là đối đầu với Nhật Bản ở quần đảo kuril có thể là ở Nam Mỹ và có khả năng là trên khắp châu Phi. Trong một diễn biến nóng khác, Ukraine gần đây đang tìm cách tấn công Crimea bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Chưa hết, khu vực Biển Đen còn ghi nhận sự tăng cường hoạt động của các máy bay trình sát Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng, một cuộc đối đầu như vậy có thể làm tăng thêm căng thẳng cho cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov mới đây đã ra lệnh cho các lực lượng chuẩn bị phản ứng với các thiết bị bay không người lái của Mỹ trên Biển Đen trong một cảnh báo rõ ràng rằng Moscow có thể sẽ hành động mạnh mẽ để ngăn chặn các máy bay trình sát Mỹ hãng tin ap dẫn tuyên bố của bộ quốc phòng nga lưu ý gần đây các thiết bị không người lái của mỹ đã tăng cường hoạt động trên biển đen đồng thời cho biết chúng tiến hành thu thập thông tin tình báo và chỉ thị mục tiêu cho các loại vũ khí chính xác do các nước phương tây cung cấp cho quân đội ukraine để tấn công các cơ sở của nga tuyên bố nêu rõ điều đó cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO khác vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tuyên bố nhấn mạnh rằng những hành động như vậy làm tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố liên quan đến máy bay quân sự của Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các thành viên NATO sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Theo tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu đưa ra các đề xuất về các biện pháp ứng phó hiệu quả đối với các hành động khiêu khích. Mỹ và Nga từng đụng độ trước đây về vấn đề này. Vào tháng 3 năm 2023, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã làm hỏng một UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến nó rơi xuống biển đen. Đây là cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng Nga và Mỹ kể từ chiến tranh lạnh. Lầu Năm Góc của Mỹ và Bộ Tư lệnh châu Âu cho biết, sau vụ việc, máy bay Su-27 của Nga đã đổ nhiên liệu lên trước MQ-9, đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ trên biển đen trong không phận quốc tế bộ quốc phòng nga khi đó cho biết UAV của Mỹ đã bay gần biên giới Nga và xâm phạm vào khu vực cấm của Moscow. Việc lặp lại một cuộc đối đầu như vậy có thể làm tăng thêm căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuyên bố mới nhất trên của Nga được đưa ra sau cuộc tấn công từ Ukraine vào Sevastopol cuối tuần qua bằng tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất, theo chính quyền Nga, Vụ tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Các quan chức Nga tuyên bố rằng Mỹ trực tiếp tham gia vào vụ tấn công bằng cách cung cấp thông tin tình báo và chỉ thị mục tiêu, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa. Nhưng một số nhà phân tích tình báo mã nguồn mở của phương Tây cho rằng, các mảnh vỡ tại Crimea nhiều khả năng là của máy bay đánh chặn Nga, chứ không phải là vũ khí Mỹ. Cũng cuối tuần trước, quân đội Belarus cho biết đã tăng cường lực lượng dọc biên giới phía Bắc Ukraine để đối phó với những gì họ mô tả là mối đe dọa an ninh. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo họ đã triển khai nhiều bệ phóng tên lửa tại một khu vực không xác định trên đường biên giới dài 1.084 km. Thông báo của Belarus được đưa ra sau khi lực lượng biên phòng nước này tuyên bố đã bắn hạ một UAV của Ukraine bay qua biên giới để thu thập thông tin tình báo. Mặt khác, tờ Philadelphia Inquirer ngày 30 tháng 6 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow, nhưng chúng chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian. Ông Zelensky gợi ý rằng định dạng được sử dụng để làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc biển đen năm 2022 có thể hữu ích cho mục đích này. Ukraine trước đó đã từ chối chấp nhận các điều khoản của Nga làm cơ sở đàm phán và cáo buộc Moscow không thiện chí thảo luận về cuộc xung đột. Cuối năm 2022, tổng thống Zelensky thậm chí đã ban hành một sắc lệnh tuyên bố không thể đàm phán với tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, Moscow vẫn khẳng định sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán nhưng chỉ khi Kyiv từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát trong cuộc xung đột. Vào mùa thu năm 2022, Nga tuyên bố sát nhập bốn vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine sau một loạt cuộc trưng cầu dân Ý. Ukraine chưa bao giờ công nhận kết quả đó và tiếp tục đưa ra yêu sách đối với các khu vực này, cũng như Crimea, nơi đã gia nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý tương tự vào năm 2014. Vào tháng 6, Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Igor Zoka cho biết nước này muốn hòa bình càng sớm càng tốt. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Philadelphia Inquirer, ông Zelensky cho biết thêm rằng Ukraine có thể tìm ra một mô hình lớn cho một giải pháp tiềm năng với Nga. Ông đề xuất các quốc gia khác có thể được mời làm trung gian tham gia và giúp chuẩn bị các tài liệu đề xuất hòa bình giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Không ai được nói rằng quá trình này chỉ có châu Âu và Mỹ. Các quốc gia từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng nên tham gia và giúp chuẩn bị các tài liệu đề xuất hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định cho đến nay chỉ có mô hình này những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa nga và ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức hàng ngày mời quý vị chú ý đón xem còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo